Có bao giờ quý vị tự hỏi những sợi bắp chuối thường góp mặt như một món rau sống không thể thiếu trong các bữa lẩu, bún bò, gỏi hay đồ chay đã được chế biến như thế nào? Biết đâu, những sợi bắp chuối trắng nõn mà quý vị thưởng thức lại được tạo ra từ một góc tối tăm nào đó. Tối tăm cả về không gian, tối tăm cả về đạo đức nghề nghiệp của những người chế biến ra chúng nữa. Chúng được chế biến ngay dưới nền đất, nơi người ta đạp cả chân lên. Chúng được sơ chế bởi những công nhân ngồi bệt ngay dưới nền nhà nhớp nháp, dường như chẳng có chút ý thức nào về vệ sinh thực phẩm. Chúng được đựng trong những chiếc giỏ mà có lẽ nhiều năm chưa bao giờ được rửa. Và nguy hiểm nhất, để trở nên trắng nõn nà, chúng được người ta ngâm trong một loại hóa chất không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không rõ tên và càng không rõ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người ra sao. Này ngâm khoảng 10 phút không anh, 10 phút không? Trong quá trình đeo bám các đầu mối chế biến, vận chuyển, phân phối bắp chuối bào, ống kính phóng viên báo Thanh Niên đã phát hiện nhiều cơ sở sử dụng một chất bột tẩy trắng với bao bì không nhãn mác, xuất xứ, nghi là chất tẩy trắng công nghiệp để tắm trắng bắp chuối. Thực phẩm độc hại cứ thế đi vào từng bữa ăn, bủa vây người dùng với biết bao nguy cơ rủi ro về sức khỏe chỉ vì sự tham lợi của những cơ sở này. Nếu ai hỏi nơi nào có thể xem là thủ phủ bắp chuối ở thành phố Hồ Chí Minh thì con hẻm hẹp gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có thể là câu trả lời. Con hẻm chỉ dài khoảng 200m nhưng có đến 4 cơ sở chế biến bắp chuối bào. Điểm chung của các cơ sở này là không tên, không số nhà và dường như các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm không tồn tại ở đây. Những cơ sở này rất cảnh giác. Nếu có người lạ xuất hiện trong con hẻm, sẽ có vài người đàn ông ở trần, xăm trổ đến gần dò xét. Khó tiếp cận là vậy. Thế nhưng, chỉ nhìn từ xa cũng có thể đặt câu hỏi về chuyện vệ sinh ở các cơ sở này. Chân mang ủng, họ ngồi xổm chế biến bắp chuối ngay trên nền nhà, bên những bức tường cáu bẩn cạnh nhà vệ sinh. Và bắp chuối từ công đoạn lột vỏ, bào, ngâm cho đến khi được người ta mang đi vẫn chưa một lần được rửa sạch. Rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023, phóng viên báo Thanh Niên đã phải rất khó khăn mới có thể thâm nhập một cơ sở làm bắp chuối không tên, rộng khoảng 25m² với khoảng 3 công nhân làm việc bên trong. Cơ sở này có 2 bồn ngâm lớn, bắp chuối sau khi bào được đổ vào 2 bồn nhựa màu xanh chứa nước màu trắng đục. Ngâm được khoảng 5 phút, 2 công nhân vớt bắp chuối trắng phau ra ngoài để ráo. Những người làm việc tại cơ sở này cho biết mỗi đêm họ giao cả 100 kg bắp chuối bào cho các sạp ở chợ đầu mối. Không gian ở cơ sở này có một mùi hôi hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Nước thải ngâm tẩm bắp chuối bào được xả thẳng xuống nền gạch làm cơ sở này luôn trong tình trạng ẩm thấp, nước đọng thành vũng và rất hôi. Dưới nền, khoảng chục cái sọt dùng để đựng bắp chuối thành phẩm bị phủ bởi một lớp dịch nhầy màu đen dày cộm. Còn chiếc máy bào lúc nào cũng trong tình trạng hoạt động hết công suất, nhưng bị phủ nhiều mảng dày đặc màu đen và nhớt đen từ động cơ bánh quay chảy ra. Nếu để ý kỹ hơn thì sẽ thấy tại một góc cơ sở có một chai lạ màu trắng không nhãn hiệu được đặt ở ngay khu vực bồn ngâm. Nếu quý vị băn khoăn đó là gì thì xin hãy xem kỹ những nội dung ngay sau đây. Khi thấy khách hàng yêu cầu mua 10kg bắp chuối bào, yêu cầu thành phẩm phải trắng, đẹp, công nhân ở cơ sở này khẳng định chắc nịch rằng họ bao bắp chuối trắng đẹp, bảo quản suốt 2 ngày, 2 đêm, thậm chí sẵn sàng biểu diễn cảnh tắm trắng bắp chuối cho khách hàng xem. Thật lạ lùng, ngay cả khi đang chế biến thực phẩm cho người ăn, mà còn là một loại rau sống ăn kèm,
nam công nhân này vẫn đặt ngay đôi dép đen thui vừa đạp xình lầy này lên thành bể ngâm bắp chuối vừa bào. Suốt quá trình thực hiện loạt điều tra này, phóng viên báo Thanh Niên nhận ra một điều rằng khái niệm về vệ sinh dường như chưa bao giờ tồn tại với những cơ sở này. Chứ chưa nói đến chuyện xa xôi hơn là trách nhiệm của họ với khách hàng, với người tiêu dùng, những người đã bỏ tiền ra để làm giàu cho họ. Bắp chuối sau khi bào được ngâm vào một bể dung dịch bẩn mang một thứ màu khó gọi tên. Thế nhưng, bẩn chưa phải là tất cả. Ngay ở công đoạn này, thủ đoạn tắm trắng bắp chuối đã được các cơ sở này thực hiện. Hãy chú ý đến bàn tay công nhân này. Anh ta đang cầm lấy chai màu trắng ở ngay phía trên bồn ngâm. Không liều lượng, không công thức, anh ta đổ thứ hóa chất từ trong chai ra tay. Và thứ chất lạ đó được khuấy đều ngay tại khu vực ngâm bắp chuối. Hãy xem lại cách nam công nhân này dùng hóa chất tắm trắng bắp chuối để thấy rõ hơn. Chứ còn không bỏ hơn nữa bẹ rồi. Rồi chú đang lên giá. Vừa thôi. Này ngâm khoảng 10 phút không anh? 10 phút không? Cũng vừa tầm chứ. Dạ. Bỏ nhiều quá bị cháy. Với thứ hóa chất này, những người tại đây cho biết mỗi ngày cơ sở cho ra lò hơn 1 tấn bắp chuối bào. Họ vô tư đưa thứ chất lạ vào thức ăn của người dùng mà chính bản thân họ có khi cũng còn không biết đó là hóa chất gì. Họ chỉ biết bao biện bằng thứ lý lẽ ngây ngô mà chắc trẻ con cũng không tin được. Đây em xài tẩy Việt Nam mà, xài tẩy Việt Nam mà. Ông có xài tẩy tàu lao Trung Quốc gì đâu. Ông lấy trắng tinh đó là tẩy Việt Nam mình cho xài cái loại tẩy đó mình cũng xài. Trắng tinh quá là chắc không có vụ nào nhận đâu. Không có vụ nào nhận. Bỏ mẹ nhiều quá nữa nè. Một điểm chung của tất cả các cơ sở bắp chuối bào mà phóng viên báo Thanh Niên đã thâm nhập và tìm hiểu là họ đều chỉ quan tâm đến mẫu mã sản phẩm chứ không hề chú ý đến việc thứ mà họ làm ra có độc hại hay không. Vậy nên họ nhẫn tâm bỏ hóa chất vào bồn tẩy rửa, vô tư chế biến trong không gian bẩn thỉu, hôi hám, vô tư xả thải bất chấp các quy định về vệ sinh môi trường. Thế nhưng không chỉ có một cơ sở coi việc bỏ hóa chất vào bồn chứa là bí quyết để tắm trắng bắp chuối. Trong quá trình thâm nhập điều tra, phóng viên báo Thanh Niên phát hiện đây là thủ thuật của rất nhiều nơi. Nếu nói về mức độ bẩn thì cơ sở chế biến bắp chuối bào nằm ở giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, đường số 7, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, gần chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng không kém gì các cơ sở ở Thủ Đức. Cơ sở này rộng chừng 100m², không tên, không biển hiệu, một mặt được che bạt, phía sau giáp tường nhà dân và hai mặt chính để lộ thiên. Cơ sở được trang bị hai máy bào bắp chuối, cao điểm có khoảng 10 công nhân tất bật làm việc. Và tất nhiên, cạnh nơi công nhân làm việc luôn có một chai hóa chất màu trắng. Và đây là cách mà họ sử dụng. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, phóng viên báo Thanh Niên chứng kiến các công nhân đã hơn 10 lần bỏ hóa chất dạng bột màu trắng vào 5 bể ngâm bắp chuối bào. Cũng từ những bể chứa hóa chất này, chỉ ít giờ sau đó, bắp chuối sẽ đi vào bữa ăn của rất nhiều người. Thâm nhập sâu vào bên trong cơ sở, phóng viên báo Thanh Niên đặt câu hỏi về nguồn gốc hóa chất thì cơ sở cho rằng đó là một loại hóa chất mà cơ sở nào chế biến bắp chuối bào cũng phải sử dụng để tẩy trắng và giữ độ bền cho bắp chuối. Theo công nhân của cơ sở, bắp chuối vừa bào ra, mủ sẽ lập tức làm đen, xấu và nhanh hư hỏng nên sẽ không có ai mua. Điều này buộc họ phải dùng hóa chất để xử lý mủ, làm trắng bắp chuối dù biết chất này có nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Biết độc hại nhưng vẫn cứ làm,
mỗi ngày họ đưa ra thị trường hàng trăm kg bắp chuối. Bây giờ gần là tính rồi nhỉ? Hồi đó lắm. Lúc mà chưa có cái bùng phát mà cho công nhân nghỉ á. Từ thứ đó về công nhân ở Sài Gòn nhiều. Đúng rồi. Bây giờ công nhân nó nghỉ bớt. Nếu ai đó vẫn đang coi bắp chuối bào là món khoái khẩu trong mỗi bữa ăn, thì xin hãy ngừng lại và đặt câu hỏi về nguồn gốc xuất xứ, cách chế biến của thứ thực phẩm này. Quá trình thâm nhập điều tra, ống kính phóng viên báo Thanh Niên đã ghi nhận rất nhiều những vấn đề mờ ám trong hoạt động của các cơ sở. Họ hoạt động ngang nhiên, bất chấp và cũng không ít lần bị người dân phản ánh lên các cơ quan liên quan. Thế nhưng, sự can thiệp của các cơ quan chức năng dường như chưa bao giờ đủ mạnh. Và cứ thế, mỗi ngày, hàng tấn bắp chuối bẩn từ các cơ sở này được đưa lên xe, rong ruổi khắp các tuyến đường, lọt vào các chợ đầu mối, đi vào thẳng bữa ăn của người dân, để lại những hậu quả khôn lường không ai đoán trước được.